Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nhé mọi người ơi. Thì lại là mình, Rick Quý Ông đây. Thì Rick Quý Ông ngày hôm nay sẽ cầm cái con Richter này và đi vị trí đội SP các bạn nhé. Đó thì có một anh khán giả, anh hỏi mình là như thế này mọi người ơi. Anh già, mắt kém, tay chậm, combo all-in như thế nào vậy em? Đó thì hôm qua mình có đọc được một cái comment này của một anh khán giả. Thì rất mong là anh sẽ xem kịp cái clip này của em ra trong ngày hôm nay cho anh xem luôn. Đó, như anh mong đợi nhá. Và cảm ơn anh đã subscribe kênh của em cũng như là like video. Ok, thì mình có hỏi qua một chút về bệnh tình của anh này. Thì anh có bảo là bây giờ anh bị cấm zip và bị cấm đi một số con SP khác. Và anh đang có nhu cầu đó là sử dụng cái con Victor này đi SP ở vị trí là slot 5 các bạn nhé. Chắc ông anh này là chuyên đi SP cho team đây. Đó thì anh thăm khám đúng thầy và đúng thuốc rồi anh nhá. Đó thì cái clip này em sẽ sử dụng con Richter này và đi vị trí SP cực kỳ là trâu bò cho anh xem các bạn ơi. Đó, và nếu như anh thiếu vị trí SP ấy, thì anh có thể tập luyện thêm cái con Ibanez, cái con cây ấy các bạn ạ, cái con người cây đó. Thì nó sẽ rất là tốt và rất là hiệu quả cho team các bạn nhá. Đó, ok. Thì ở cái clip này em sẽ hướng dẫn cái cách SP của em cho anh cũng như là cái build đồ. Đó, build đồ và mình cũng kèm luôn là cái câu hỏi ngày hôm trước một bạn đặt ra cho mình, tức là sẽ chơi nguyên cái bộ đồ đó là full tank các bạn nhé. Đó, full tank thì chúng ta chỉ có thể đi trợ thủ thôi, đi tốt thì chúng ta sẽ bị thiếu đam đấy mọi người ạ. Đó, thì khi mà các bạn full tank từ từ nha, mình sẽ tốc biến vào trong pha này này, Lilith lên cao một cái mình sẽ tốc biến nhé các bạn nhé. Từ từ này, đó team bạn thì đang rất muốn đánh nhau đây rồi, hai chọc kết thúc cái mạng của đó là Lilith. Aza thì cũng bị mất cái độ tại luôn, rất là thương các bạn nhé. Các bạn cứ phải từ từ vào như thế chứ, các bạn mà rèn dứ các bạn đứng trước à chặn luôn cái đầu con ấy này này, con Bizan này này. Đó, may quá mọi người ơi, mình vừa check sai thấy Bizan vì mình nghe thấy tiếng Bizan lên xe rồi, do vậy là mình đứng chặn ngay đầu chứ để mà nó phi vào tim mình thì vỡ trận đấy mọi người ạ. Đó, các bạn lưu ý là khi mà các bạn đánh cái Richter này thì các bạn cứ phải cẩn thận như vậy nhé. Khi mà team bên kia có Bizan đấy, mình đóng vai trò là SP thì mình nên là chặn cái con xa thú của nó trước để tránh là nó lao thẳng vào team mình nhá. Sau này mình còn cái chiêu 2 để tránh một cái lần gây đam của Lindis này. Mình sẽ đứng sâu trong bụi này, đó sau đó kích cái nội tại hất tung Lindis và kiếm thêm được cái mạng từ vị trí của ADT bạn nhé các bạn nhá. Đó thì cái trận đấu này thì team bên kia đã pick cho mình nó là con Lindis. Con Lindis này thì nó khắc chế cũng rất là tốt vào vị trí của Richter, thì Richter thì phải núp bụi mà các bạn nhá. Mà lúc bụi thì gặp Lindis nó check sai thì cũng rất là khó chơi. Nhưng mà khó chơi với ai thôi chứ khó chơi với mình thì cũng là đơn giản mọi người nhá. Đó, ok bây giờ hết máu thì biến về nhẹ một xíu mọi người ơi. Và quay trở lại với cái câu hỏi đầu game của một anh khán giả. Đó, anh già tay yếu thì anh chơi con Richter này nó rất là hợp anh nhá. Tại vì con Richter này này nó cần cho một cái sự điềm tĩnh này, một cái sự nhẫn lại nhất định đó, để mà anh chơi tốt được cái vị tướng này khi mà đã có tuổi cao rồi. Và chắc là anh cũng sẽ rất là khó chơi những cái vị tướng như kiểu dạng Elandor, Naros chẳng hạn đúng không? Và như kiểu dạng là gian dùng các thứ, những cái con mà nó muốn lửa đó thì sẽ rất là khó chơi. Đó, tại vì mình già rồi, kỹ năng xử lý của mình nó sẽ chậm hơn lớp trẻ. Đó, tay nó không nhanh mà mắt nó cũng không tinh nữa. Do vậy anh chơi con Richter này này nó cực kỳ là hợp lý anh nhá. Đó, tại vì cái con Richter này nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng nhẫn lại và một cái quyết định ra vào giao tranh cũng như là đứng núp bụi, sử dụng cái bộ não nhiều hơn vào cái việc là sử dụng sự nhanh tay các bạn nhá. Vẫn phải cần có sự nhanh tay nhưng mà nó không nhiều bằng với những cái vị tướng khác như dạng kiểu là Naros này, Elandor, Murad các kiểu đó. Đó nên là anh chơi con tướng này là rất là hợp lý nha. Khi mà các bạn đã tạo được cái lợi thế nhất định cho team như thế này thì các bạn hãy kiểm soát map rộng ra các bạn nha. Như mình thì mình đảo xuống tận cái đường top này. Thế nhưng mà trên kia AD cũng như là mid của team mình thì lại không giữ cái trụ đường rồng, và mất cái trụ đường rồng cũng rất là nguy hiểm, tại vì mình cũng chưa lấy được cái trụ nào của team bạn cả. Bây giờ mới chỉ có ăn được mạng thôi, mà mạng thì nó sẽ không giúp cho chúng ta win được đâu. Mà các bạn hãy cứ lưu ý là chúng ta làm gì thì làm, cứ phải lấy trụ đi các bạn nhé. Ok, ở đây thì có Kahi sấy để dọn đi cái đường lính mid này. Bạn ấy cũng khá là tinh ý trong cái việc đó là bạn ấy dọn nhanh cái đường lính mid để mà đảo xuống cái lên dòng hỗ trợ team các bạn nhé. Kìa, bạn nhìn thấy Kahi di chuyển xuống lên dòng kìa các bạn ơi. Đó thì ở đây thì mình lại hơi bị lỗi một xíu các bạn nhé. Mình vào hơi muộn và mình đang muốn ngắm xem là team bạn di chuyển vào đâu và
bắt như thế nào, cũng như là mình đang lợi dụng cái việc đó là bạn Natalia có chiêu cuối để mà câu dam các bạn nhé. Đó thì thành ra là Natalia bị mất mạng cho pha này mọi người ơi, rất là fail cho pha này của mình luôn mọi người ạ. Di chuyển pha này là hơi lỗi mọi người ạ, đáng lẽ là vào cùng Natalia nhưng mà rất là xin lỗi Natalia mọi người nhá. Đó, từ từ bây giờ mình sẽ check sai vị trí của Lindis nhé. Lindis còn khá là ít máu này, mình sẽ tốc biến chiêu một đường sông vào Aza, sau đó là chiêu một tiếp theo vào vị trí của Lindis. Đó, như vậy là kết thúc được vị trí của Lindis rồi. Và đây các bạn nhìn thấy chưa? Đó, chỉ cần mình di chuyển lỗi một cái thôi trên cái danh này thì các bạn ấy sẽ nói ngay đấy các bạn ơi. Chết oan kìa. Rất là xin lỗi vị trí của Natalia nhá. Đó, pha đấy thì mình hiểu ý bạn rồi. Và bạn cũng biết là chắc là cũng đoán được ra ý định của mình rồi. Nhưng mà pha đấy mình lại hơi lỗi các bạn ơi. Đáng lẽ ra là mình sẽ phải vào cùng với Natalia thì sẽ gây được rất nhiều đam vào team bạn, và team bạn sẽ phải nằm lại nhiều mạng hơn. Thế nhưng mà thôi không sao các bạn ạ. Là bây giờ cũng đang là đang xanh rồi. Nhưng nếu mà thọt thì Natalia pha đấy thì chửi cho mình sấp mặt luôn đấy mọi người ạ. Ok, đó, hơi lỗi. Đó, pha này thì trên này mình nhìn thấy vị trí của Pain còn khá là ít máu các bạn nhé. Đó thì mình sẽ giữ nội tại trong bụi này và hất tung vào trong bụi này xem có ai không. Nhưng mà không có ai mọi người ơi, chắc là Pain di chuyển đi bộ về rồi. Đó cũng rất là tinh ý luôn. Khi mà ít máu một cái là bạn di chuyển đi bộ về ngay các bạn ạ, chứ không có việc đứng trong bụi để mà biến về đâu. Đó. Và bây giờ thì Lindis đang cố gắng là để cái trụ này của mình, chắc là muốn cố để cấu dần cái dàn trụ ngoài đây mà. Đó, nhưng mà mình làm gì cho phép bạn làm điều đấy bạn ơi. Đổi lên đi Maloc ơi, dưới kia thì mấy cái trụ đường tốt rồi thì nên đổi lên, trên này mình sẽ di chuyển xuống dưới kia. Đó, để mình hỗ trợ cho team cũng như là hội với AD nhanh hơn. Chứ mình mà cứ ở trên cái đường như thế này thì cái miễn nhiễm này dùng cho một mình thì rất là phí và mình không hỗ trợ được cho team các bạn nhé. Pha này ở đây thì team mình quyết định ăn cái con ca sơ này. Đó, do vậy mình sẽ hỗ trợ team trong pha này ở đây mọi người nhé. Đó, ok. Và mình sẽ đứng cao lên trên này một tí. Sẽ đứng cao lên trên. À không, bây giờ có Bijan di chuyển vào rồi mọi người. Team bạn thì chắc là cũng đã biết team mình ăn ca sơ rồi. Mình sẽ đứng lên để chắn cái đạn của Kahi nhá. Kahi đang đái rất là đau này. Rồi, như vậy là kết thúc cái con ca sơ. Tránh thì bạn KS con ca sơ rất là nguy hiểm luôn. Cái thế trận bây giờ nó đang kéo về dần cuối game đó. Đó, nó không phải là cuối game hẳn đâu, đang là giữa game. Thế nhưng mà để con ca sơ đấy mà team bạn ăn được ấy thì team bạn sẽ giãn ra một cái khoảng thời gian, cũng như là có con ca sơ tiên phong nó đẩy đường, team bạn sẽ farm lại được các bạn nhá. Đó, ở đây thì Maloc nhảy rất là đẹp nhưng mà team bạn đã lù lại được rồi. Đó, chúng ta có thể thấy là Maloc có những cái pha luyện ngục mà nó rất là đáng tiền luôn. Đó, nhảy 3-4 người vị trí luôn mọi người ạ. Và đặc biệt là khi mà các bạn cầm con Maloc này thì các bạn không ngại Aza bút giáp đâu. Đó, trừ khi đeo các bạn hóa thú thôi. Chứ còn khi mà các bạn bình thường các bạn quẹt một cái Aza có bút giáp rời với cái lượng sát thương chuẩn của Maloc thì vẫn phải nằm lại thôi. Mà team bên kia đa số là phần máu mỏng mọi người nhá. Đó, thì với cái build đồ cũng như là cái trang bị trận đấu này thì mình lát nữa thì các bạn có thể thấy là mình lên nhầm cái món là cái thương, mình định lên cái thương xuyên phá như cái dạng mình đi top mọi người ạ. Thì mình chỉnh sẵn cái build đồ đấy rồi, do vậy mình hơi bị nhầm các bạn nhé. Thay vào cái việc đó là các bạn lên cái thương xuyên phá thì các bạn hãy đây mình sẽ chặn cái con Bijan này này, nó định lao vào đây, nó biết là thì mình ăn con rồng này mà. Đó rồi, như vậy là Bijan không còn cửa di chuyển về rồi. Đó thì đang nói dở cái phần đó là cái build đồ. Cái build đồ thì mình sẽ lên cái đao truy hồn này đầu tiên này. Đó, và sau đó mình sẽ lên tiếp đó là cái món nhầm thuẫn các bạn nhé. Mình sẽ không lên cái kháng phép vội mọi người ơi. Lát nữa thì mình chỉ cần lên một cái đai kháng phép thôi. Dưới này thì bạn lên đi đang cố gắng là đi đẩy lẻ cấu trụ dần dần của team mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên cái giáp hồi sinh các bạn nhé. Giáp hồi sinh và tùy biến. Đó, tùy biến thì chúng ta có thể bán đồ liên tục giữa cái liềm cũng như là cái quả cầu băng xương. Đó, thì đó, anh cũng như là các bạn khán giả, nếu các bạn xem được cái clip này thì các bạn hãy cứ lên cái build đồ này và đi ở vị trí là trợ thủ cho Richter thì nó rất là trâu bò các bạn nhé. Đó, thì nó cũng không phải là không có đao đâu mọi người ơi. Mọi người có thể nhìn thấy là cái cây đây của mình nó không hề là yếu một tí nào nhé. Hỗ trợ 5 và ăn 4 mạng cơ. Và lát nữa thì mọi người có thể thấy được là cái lượng đam của Richter nó không hề nhỏ một tí nào đâu các bạn ạ. Chỉ cần các bạn tận dụng cái nội tại trong bụi cỏ ấy thì nó sẽ giúp chúng ta có cái lượng đam rất là ổn định. Đó, nó không phải là quá đau, không phải là sốc đam như kiểu dạng chúng ta đi top, nhưng nó luôn là ổn định và nó luôn sẽ là kết thúc những cái mục tiêu mà yếu máu tầm khoảng nửa cây hoặc là còn 2/3 cây thì nó rất dễ là cấu máu các bạn nhé. Đó, nó gây đam cũng rất là to luôn. Và với cái build đồ này đó thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ có một cái lượng đam
cũng như là cái lượng chống chịu rất là khổng lồ khi mà trong giao tranh chúng ta lợi dụng vào cái việc đó là Richter có cái nội tại bụi cỏ để mà hồi máu, cộng thêm cái việc đó là chúng ta có khống chế từ chiêu 1 và chiêu 3, thêm cả cái thiêu đốt từ cái trói buộc nữa, món đồ của chúng ta nữa, thì cho chúng ta một cái khả năng cò quay trong giao tranh nó rất là tốt các bạn nhá. Rất là trâu bò luôn, cực kỳ là trâu bò luôn. Cái build đồ này thì mình sẽ không lên cái kháng phép ngay từ cái slot sau cái kiếm cái đao truy hồn các bạn nhá. Mà thay vào đó mình sẽ lên đó là cái thuẫn để mình chống chịu và ao ngược lại những cái pha mở team bạn. Thôi pha này thì AD cũng như là mid của team mình hơi ảo nhá. Thì với cái nham thuẫn mình sẽ ao lại ngược những cái pha mà trong gang tấc mà cần một cái sự băng xả nhất định mọi người nhá. Đó, mình đứng núp vào đây để check cái size cho team mình ăn con ca sơ nó yên tâm hơn, thì biết ngay là có vị trí của Lilith lên để mà mò mẫm liếm như con ca sơ này thì làm gì có bạn ơi. Đó, tiếp theo là vị trí của Biza này. Biza này chạy đều bạn ơi, rất là trâu bò nhá. Nhưng mà xin lỗi bạn là mình đã lên cái đao truy hồn rồi. Một chọc, hai chọc phải sử dụng chiêu 2 kết thúc cái mạng của nó là Biza. Đó. Và đây, mọi người thì thể nhìn thấy là mình rất là trâu luôn nhá. Rất trâu và kinh khủng luôn, kinh khủng tởm luôn. Đó, pha này thì còn chấp ca hi, đó là cái thuẫn mọi người ơi. Đó, không bật cái thuẫn luôn mọi người ạ. Đó, tại vì quên bật thuẫn mọi người chứ không phải là không bật đâu. Lâu không chơi SP mọi người ạ, nên là nhiều những cái pha mà mình không đổi đồ kịp cũng như là mình không sử dụng nội tại cũng là chiêu kịp thì mọi người cũng đừng mắng mình nha, hãy thông cảm cho mình nha. Thứ nhất là 3 tháng giờ mình mới động vào game cũng như là chân tay nó chậm ấy anh ạ. Đó, chân tay nó chậm và cũng lười bán đồ, di chuyển đồ liên tục nữa. Chứ để nó thuần thục một thời gian nữa thì khả năng bán đồ cũng như là khả năng chuyển đồ giữa cái giải và cái thuẫn nó sẽ là nhuần nhuyễn hơn, nó sẽ mượt mà hơn, thì chúng ta sẽ có những cái pha mà nó bắt mắt hơn mọi người nhé, những cái pha highlight bắt mắt hơn. Ở đây thì mình đang kê cho cái vị trí của team mình ăn cái ca sơ này, nhưng mà team lại khá là vội trong cái việc ăn ca sơ, trong khi đó là team bạn còn rất là nhiều người, còn tận 5 người cơ. Ở đây Bizan check sai và bị mình bọc đầu, không thể dùng sa thú để chạy về được. Thế nhưng mà ngược lại thì rừng team bạn đã bắt lại được vị trí AD team mình rồi mọi người ơi. Đó, và bây giờ thì mid của team mình cũng phải về đường để mà thủ trụ, chứ không là cái con Lindis kia nó đục mất cái đường trụ kia đấy mọi người ạ. Mọi người đánh thì đánh nhá, nhưng mà vẫn phải lưu ý là mọi người phải thủ trụ. Mọi người không thủ trụ ấy thì nó đục, sau đó là cái đường lính nó cao lên thì mình sẽ rất mất thời gian về dọn lính. Mà khi mà chúng ta về dọn lính ấy, tôi lên đi xong rồi nhá. Hai chọc tốc biến lên này. Rồi, làm sao mà có tốc biến né được mình bạn ơi. Thì khi mà một cái đường lính nó lủng như vậy thì mình lại phải chia người ra để mà dọn, nó sẽ mất một cái khoảng thời gian, và sau đó team bạn bắt lẻ được những cái người mà di chuyển về đường mà dọn lính ấy thì nó rất là nguy hiểm mọi người ơi. Team mình sẽ không hội đủ đi chung được, rất là khó, các bạn cân nhắc nhá. Ok, ở đây thì Aza chạy đâu? Aza thì rất tin tưởng Pain, nhưng mà xin lỗi Pain cũng phải xin lỗi Aza rất là nhiều, tại vì Pain cũng hết chiêu rồi. Pha này đây cũng là một cái pha mà mình nhanh tay không nhanh tay nhanh mắt mọi người ạ. Không nhanh tay nhanh mắt thì chuyển cái liềm, cái trang bị đó là cái giáp hồi sinh qua cái liềm mọi người nhá. Đó thì cũng lâu không chơi SP bán đồ linh tinh nên nó rất là đau đầu mọi người ạ, và nó còn phải cái sự nhanh tay nữa cơ. Đó mà anh già thì rồi thì khả năng là cũng khó trong cái khoản này đấy, nhưng mà khó như vậy mà em còn làm được thì chắc là anh cũng đơn giản thôi. Đây em đóng vai là người già luôn. Đó, em đóng vai là người già luôn, tại vì em cũng rất là chậm trong cái việc đó là bán. Ví dụ như pha vừa rồi ấy, mà em bán được cái giáp hồi sinh em lên cái liềm thì chắc là em không bị nằm lại với cái thằng Vision đâu. Ok, đây các bạn có thể nhìn thấy là mình rất là trâu bò nhá. Đó, ngoáng liên tục chấp cả Aza nữa nhưng mà mình vẫn không chết mọi người ơi. Aza này, Aza cố ném chiêu người mình nhưng mà còn chiêu đâu mà ném. Rồi, như vậy là kết thúc cái mạng của Aza nhá. Đó, thì bây giờ team bạn đã phải nằm lại đến 5 người rồi. Và pha này thì mình sẽ dọn lính nhanh, sau đó mình sẽ biến về nhá. Ui, lính chém đau quá. Lính chém đau quá mọi người ơi. Ở đâu? Thôi. Pha này nếu mà cố là lính bắn nằm lại đấy mọi người ạ. Quê một cục luôn đấy. Thôi đứng vào đây biến về nhá. Biến về thì các bạn nên là đứng ở trong bụi để chúng ta có cái lượng máu hồi phục. Nhỡ như mà team bạn có bắt là... À đấy, biết ngay mà. Vừa mới nói xong thì nó mò lên luôn mọi người ơi. Trời, có thuẫn nhá, ở đấy. May sao là có cái món đồ thủ này nó chống một cái lượng đam nhá mọi người nhá. May quá trời may luôn, mình vừa mới nói không để ý đang check đồ một cái là nó lao lên luôn. Bán giáp hồi sinh lên liềm chơi luôn này. Chạy đi đâu lên đít ơi. Còn nhà cửa đâu mà chạy bạn ơi. Đó, nên nó đọc map của mình, nó đọc đúng cái vị trí mình đứng luôn mọi người ơi, đúng cái vị trí mình biến về luôn. Này, Bizen này. Bizen này mọi người ơi. À từ từ nhá. Xem nó định làm gì này.
đấy, mình đứng trong bụng mình lại được hồi máu các bạn ơi. Đó nên là anh chơi con Richter này nó rất là lợi thế luôn. Nó không sợ già đâu. Nó già trẻ chơi được hết nhá. Ok, ở đây vị trí của Kahi này. Đó, Kahi nghĩ là có vị trí Bison đi check sai cho rồi thì rất yên tâm để mà di chuyển nhá, nhưng mà không ai ngờ là mình được rất lâu trong bụng nhá và mình đứng mình còn được hồi máu nữa cơ. À đây có vị trí của nó là pen bay vàng mọi người ơi, hất tung pen nhá. Hất tung pen này, hai lần hất pen làm gì có cửa đấy. Đây, rất là trâu mọi người ơi, pha này thì mình đang bị thiêu đốt bởi cái chắc là một cái mặt nạ Berit của cái con Aza kia. Đó, nhưng mình có cái liềm mình sẽ không hốt đâu, cái liềm trong pha đó thì nó chưa mất, thế nhưng mình sẽ bán liềm luôn và lên cái giáp hồi sinh nhá. Đó, bán liền lên giáp hồi sinh cho nó yên tâm. Ở đây thì mình sẽ hỗ trợ team bằng cái việc đó là mình chịu đam một cái thời gian nhất định cho team ăn lên ca sơ này đã. Rồi từ từ bây giờ là cái con ca sơ nó khai sát tương chuẩn đấy, thì mình sẽ lui nhẹ một cái nhá. Đó, mình sẽ check cái size này cho team mình ăn, nhưng mà team bạn nằm lại ba người sẽ không có dám ai lên đâu. Đó thì mọi người xem clip của mình, nếu mọi người thấy hay hữu ích mọi người đừng có quên là cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh để mình ra nhiều cái clip hữu ích hơn cho mọi người xem mọi người nhé. Thì mọi người ra một cái clip cũng như edit và chỉnh sửa nó mất rất là nhiều thời gian. Những cái trận mà ví dụ đi full tank như thế này thì mình muốn ESP chẳng hạn, mà tranh vị trí ESP thì mình lại phải đợi trận sau, và trận sau bị tranh nữa thì mình lại phải đợi trận sau nữa các bạn nhé. Và nhiều trận thì cũng không thể nào chơi được Richter. Do vậy là các bạn yêu quý mình, các bạn đừng quên cho mình một like, subscribe, đó là cái niềm vui sướng và cũng như là cái niềm động lực rất là to lớn mà các bạn dành cho mình các bạn ơi. Pha này thì vị trí mid của team bạn đi lỗi rồi này, nằm lại luôn chứ còn gì nữa. Aza ra cứu nhưng mà cũng phải nằm lại luôn cái mạng của Aza. Đó, Bison lao vào làm gì đây, team bạn này vỡ trận hoàn toàn rồi mọi người nhá. Ok, rất là thơm. Đó, thì trang bị cũng như cái build đồ cũng như cái hướng di chuyển trong cái trận đấu này thì mình cũng đã chia sẻ hết anh các bạn rồi, và trận đấu đến đây cũng sẽ là kết thúc thôi. Nếu mọi người còn có thắc mắc gì cũng như cần mình chia sẻ gì thì hãy comment dưới phần bình luận mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình rất là nhiều. Nếu như mọi người yêu quý mình cũng đừng quên cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh. Mã yêu các bạn rất là nhiều. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha.